mình phải gây dựng bằng cái hạt giống hạnh phúc chứ thì mới đem lại cái hạnh phúc lớn, chứ mình đừng bao giờ có thêm một cái suy nghĩ như vậy. À, tới đây cô mới kể thêm một cái suy nghĩ là vừa rồi cô cũng mới vừa tư vấn cho một người này xong. Tức là anh này á, anh qua đây lao động nhưng mà anh là bị bệnh rất là nặng. Ừ, anh ung thư giai đoạn cuối rồi. Nhưng mà anh nghĩ là ở nhà còn con. Ừ, nói này rất là thương anh ha. Ở nhà nghĩ còn vợ còn con. Và con thì đang còn trẻ, sắp lên đại học. Cho nên thay vì là chữa bệnh cho mình, thay vì là bắt đầu vung vén hoặc là chia sẻ với gia đình, thì anh lao đầu đi làm một cái công việc nguy hiểm hơn nữa. Tức là một cái công việc mà kiếm nhiều tiền hơn nữa nhưng mà độc hại hơn nữa và làm việc kiệt quệ hơn nữa. Thì anh làm như vậy là được một năm, hoàn toàn từ chối các cái chữa bệnh tại vì anh cũng bất hợp pháp rồi. Cho nên là anh không có bảo hiểm gì hết, không có đi bệnh viện gì hết và anh đổi công việc luôn. Anh đổi một công việc mà rất là độc hại, rất là độc hại mà tiền lương rất là cao. Anh làm như kiểu ngày mai anh chết vậy đó. Và anh làm suốt một năm đó, anh gom một cái số tiền lớn, thiệt là lớn, rất là lớn, anh gửi về cho vợ con. Thì cái ngày gửi tiền về cũng là ngày đột tử chết ở bên này luôn. Thì vợ con ở nhà biết, sau khi mà biết ra cái chuyện mà anh bệnh mà không chữa, mà vì để đem tiền cho con đi đại học và xây nhà cho vợ đó mà đẩy mình tới cái cõi chết như vậy luôn, thì cả hai mẹ con này không phải là Phật tử nha, nhưng sau khi mà anh chết rồi thì cô có đi đám thì mới nghe câu chuyện này thôi, thì mới biết được cái chuyện của gia đình này. Thì hai mẹ con nhà này thì đem hết toàn bộ cái số tiền đó để quyên góp từ thiện. Thì họ không phải là Phật tử nhưng mà họ ứng xử rất là Phật tử, tại vì họ nghĩ là toàn bộ cái công lao, cái tiền mà đổi bằng cái mạng sống của chồng và của cha mình như vậy đó, thì muốn tạo một cái công đức lớn hơn cho anh, cho nên là họ quyên vô một cái việc từ thiện rất là lớn và sống rất là khổ đau, sống rất là khổ đau trong nước mắt. Cho nên cô nghĩ là sau khi cô nghe kể cái chuyện này, cô nghĩ là ước gì mà gia đình đó biết đến Phật pháp tốt hơn. Thì tại vì anh cứ nghĩ sao, anh nghĩ là anh hy sinh cái đời của mình, anh hy sinh cái mạng sống của mình và hy sinh cái cuộc đời của mình để sao, để đem đến cái hạnh phúc cho người thân mình. Mà điều này có hợp lý không quý vị? Hạnh phúc không thể, hồi nãy cô mới nói câu gì, hạnh phúc phải gây dựng bằng cái hạt giống hạnh phúc thì cây hạnh phúc nó mới lớn mạnh, chứ hạt hạnh phúc không thể gieo bằng cái hạt giống đau khổ được. Nếu mình hy sinh chính bản thân mình, nếu mình hy sinh cái mạng sống của mình hy sinh cái hạnh phúc của mình nghĩ đó mình đem lại cái hạnh phúc cho người thân mình, cô nghĩ người thân không thể hạnh phúc được. Hôm bữa thầy Ngộ Trung qua, thầy có chia sẻ đúng không quý vị? Ở Việt Nam, ví dụ mình ở miền Bắc, mình ở Hải Dương, Hải Phòng thì mình cùng đồng hương với nhau, hoặc mình là miền Tây, Hậu Giang, các kiểu mình là đồng hương với nhau. Nhưng mình qua tới Hàn Quốc này rồi thì sao? Miễn mình là người Việt Nam thì mình có là đồng hương với nhau không? Đó, cho nên ai qua đây cũng gánh trên mình.